Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu có mặt tại căn hộ Thảo Điền Green và vị trí mà Phước Sửu đang đứng là văn phòng của EIA Việt Nam. Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người về căn hộ Thảo Điền Green nằm tại 192 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2. Ở đây là một căn hộ khá đẳng cấp và hiện tại thì chuẩn bị là gọi là bàn giao nhà cho khách hàng. Tại nơi đây thì nằm dự án này nằm sát cạnh bờ sông nha cả nhà. Căn hộ này có một tầm view cực kỳ đẹp luôn, tầm view nhìn về lên mắt 81 ngắm pháo hoa. Và ở đây thì những cái căn hộ ở đây thì thường chủ nhà nhận nhà và bàn giao nội thất cơ bản, mang đến cho quý anh chị một sự tiện nghi cực kỳ đầy đủ luôn. Nói đến những tiện ích xung quanh thì khu dịch vụ nè, tiện ích nè, bệnh viện quốc tế, trường học và các những cái cửa hàng tiện ích dịch vụ ăn uống có thương hiệu đã về đến tại Thảo Điền Green rồi. Khối đế bao gồm diện tích văn phòng và thương mại. Dự án cao cấp này gọi là view sông trực diện luôn cả nhà, và gọi là một cái dự án cuối cùng của dự án tại bán đảo này, đã cho ra mắt khá nhiều dòng căn hộ cao cấp. Diện tích mà một phòng ngủ khoảng 55m² và giá rơi vào khoảng tầm hơn 7 tỷ. Hai phòng ngủ 86m² thì 12,5 tỷ, ba phòng ngủ 109m² thì khoảng là hơn 22 tỷ. Chiết khấu thanh toán 4% đối với những căn nhà hoàn thiện cơ bản hoặc tặng một gói nội thất. Chiết khấu thanh toán 7 hoặc là 3% đối với những căn hộ là full nội thất. Miễn phí quản lý đến tháng 8/2026 là quý anh chị ạ. Tiện ích nội khu nè, như mọi người cũng đã tham khảo rồi thì thấy ở đây có một cái sân thể thao ngoài trời rất là lớn, có một cái vườn đọc sách, vườn chỗ đánh cờ nè, sân tập yoga trên cao và ngồi thiền rất là đẳng cấp. Có một khu vườn bí mật, hồ bơi vô cực tràn bờ Sakuri luôn. Ở đây thì mình có thể có một cái sàn tắm nắng và ngập tràn ánh sáng ha, một cái vườn thảo mộc rất là đẹp luôn. Thì quý anh chị cần thêm thông tin hãy bóc ngay cho Phước Sửu. Phước Sửu đã có văn phòng của ERA Việt Nam đã hiện diện tại dự án Thảo Điền Green rồi. Chỉ cần nhấc máy, Phước Sửu hẹn đi xem và chốt trực tiếp những cái căn hộ thực tế đang bàn giao nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp quý anh chị ở nhiều video sau.